Chào mọi người nha. Thì hôm nay đầu tuần thứ hai nha. Bên mình cũng có khá là nhiều dịch vụ. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để xem là bên mình hiện tại đang có những dịch vụ gì ha. Còn đây là mặt tiền công ty mình. Auto 365 Cần Thơ. Địa chỉ là 39 đường 3 tháng 2 nha mọi người, gần cầu Đầu Sáu. Rồi bây giờ mình đi vào trong ha. Thì ở đây mình đang có một chiếc Carnival. Thì xe này là khách đang dán phim 3M nhưng mà chỉ dán cái kính lái thôi ha. Đó mọi người thấy nè, đây là anh đầy đang dán nha, anh thợ phim bên mình đây đang dán nè. Đây là quá trình vào phim ha. Thì đang đi là quá trình mà quan trọng nhất là sợ bụi nên là mình không có vào trong. Đó anh em đang dán nha. Thì kính lái là dán mã CR60 hoặc là CR50 Crystal Light và Crystal Light Pro của 3M nha. Rồi vào trong, đây thì chiếc Volvo S90 này thì mình xe đang đợi rửa, tí nữa mình sẽ rửa ha. Ở đây mình đang có hai chiếc là chiếc Camry 2022 mới hoàn toàn và một chiếc Altis cũng là 2022 cũng là xe mới hoàn toàn nha. Thì đặc biệt chung hai chiếc xe này đến bên mình là sẽ là phủ gầm nha. Thì gần đây bên mình phủ gầm rất là nhiều và đặc biệt là những dòng xe mới, đặc biệt là xe Nhật, xe Hàn rồi này ha, kể cả những dòng xe sang cũng có luôn nha. Thì quan trọng phủ gầm khi mà xe mới á, thì cái gầm của chúng ta nó hoàn toàn nó sạch sẽ giống như mọi người thấy nè. Ở đây mình sẽ quay gõ luôn ha. Đây là cái phần, ê mình bị chợt chân. Đây là cái gầm ha, cái gầm chưa phủ nha mọi người. Đây là một cái gầm chưa phủ. Thì bên đây nó cũng y chang vậy nhưng mà bên đây, có nghĩa là cái màu zin cũng vậy á, nhưng mà bên đây đã phủ rồi nè, xe này mình phủ rồi nè. Nó đen tuyền hết nha. Đó. Thì chiếc xe màu đen là mình đã phủ rồi. Và bên mình sử dụng phủ rầm là thương hiệu của Đức nha. Vụt của Đức đây. Chai vụt của Đức nha. Một chai gì là một lít. Thì một xe phủ từ 6 đến 8 chai. Còn chiếc Altis bên kia thì mình đang chuẩn bị phủ, anh em mới che chắn thôi. Bên đây thì phủ rồi, anh em chuẩn bị ráp vô ha. Thì mình nghĩ nếu mà mình đã một chiếc xe mới vừa xuất xưởng ra để mà mình giao đến khách hàng để mà mình chạy á, thì mình nghĩ là khách hàng nên là đi phủ gầm trước, tại vì nó bảo cái khung gầm bảo vệ khung gầm của mình nó lại không bị gỉ sét ha. À mình quên mất, mình sẽ giới thiệu thêm. Thì chiếc Altis này khách hàng đến bên mình là phủ gầm nè, dán full, à không, dán full là bên kia, phủ gầm nè, lắp 360 nè, lắp súp ha, rồi lắp thảm 6D. Còn chiếc Camry bên đây thì khách đến bên mình là phủ rầm nè, dán full phim 3M nè, rồi phủ ceramic luôn nha. Thì phim 3M mình đã dán rồi. Đây để mình đi sơ qua cái kính mà đã dán rồi ha. Đó mọi người thấy nè, nó đen, nó đều xe nhìn rất là đẹp nha. Đó. Và sau khi phủ gầm xong mình sẽ là phủ ceramic luôn. Đây mình có chiếc Morning. Thì chiếc Morning này đến bên mình là độ đèn. Thì mấy bạn đang làm ha, thì đây bạn Giang đang đi dây, đi dây điện á, đi relay để mà ổn định đèn á. Thì cái bộ đèn này khách đến bên mình lắp á là bộ Billet Titan Ron phiên bản 2.0. Bộ này trị giá là 7,5 triệu và bảo hành là 3 năm. Rồi ở đây mình sẽ có một chiếc Xpander. Xpander này sẽ lắp cốp điện, lắp cốp điện và đổ bi gầm nha mọi người. Thì cốp điện mình sẽ lắp vào vị trí này, mình sẽ thay hai cây ti này. Đây là hai cây ti zin rất là nhỏ nha, mình sẽ thay vào đó, hai cây ti mới và một cái bộ điều khiển. Còn bi gầm thì bạn Đòn đang làm ha, tháo cản ra rồi và lắp vào vị trí này nha mọi người. Đây đèn gầm nằm đây, thì cũng là đi dây điện giống như cái chiếc Morning kia để mà ổn định điện nha. Đó là bộ relay. Đây ở đây mình đang có một bi rầm nha, thì khách hàng đến bên mình là lắp cái bộ bi rầm F10 nha, X-Line F10 bảo hành 2 năm. Thì giá niêm yết công khai là 5 triệu bảo hành 2 năm nha. Đây bây giờ chắc mình sẽ đi sơ qua một lượt nữa và mình chỉ tất cả các xe đang làm gì cho mọi người xem ha.
Rồi mình sẽ đi ngược lại, đây là chiếc Xpander là độ bi gầm nè, và lắp bộ cúp điện. Đây bộ cúp điện mình đang để ở đây, bộ cúp điện mình bảo hành 2 năm luôn nha. Thì anh em chưa lắp, tại vì đang lắp bi gầm xong và hôm nay cũng xe hơi đông nên là chưa có anh em đủ để mà làm cho nó nhanh ha. Ở đây mình sẽ có một chiếc Morning. Morning này cũng là độ bi nhưng mà là độ đèn trên, bộ Titan Gold 2.0, 7 triệu rưỡi bảo hành 3 năm ha. Ở đây mình sẽ có một chiếc Camry. Chiếc Camry này là phủ rầm nè, dán phim rồi nha, full phim 3M, full phim tất cả các kính, phủ rầm nè. Và sau khi phủ rầm xong mình sẽ là phủ ceramic luôn. Còn chiếc Antip này thì mình làm phủ rầm nè, rồi lắp thảm 6D, rồi gắn súp mình gắn rồi nha, gắn súp mình gắn rồi nè, lắp thảm 6D mình lắp rồi nè, giờ đang phủ rầm và lắp 360 mình cũng đã lắp rồi luôn đó ha. Thì xe mới mình nghĩ là nên phủ rầm nha mọi người. Thì hai chiếc xe này là hoàn toàn mới. Và bên mình thì gần đây, những tháng gần đây là cũng thường xuyên là nhận những xe phủ rầm, tỷ lệ là xe mới rất là nhiều nha, bảo vệ từ lúc đầu thì rất là tốt. Và trong phòng này mình đang có một chiếc Carnival, thì mình không thể vào trong được, đang quá trình dán phim vào ga vô nó sẽ bụi. Anh em đang dán ha, mọi người thấy ha, thì dán là cái kính lái là mã là CR60, là Crystalline ha. Còn Crystalline Raw là cái mã kính lái là CR50. Thì chất lượng nó cũng như nhau, nó chỉ khác mỗi cái màu ánh sáng thôi. Đây dán kính lái, Carnival dán kính lái ha. Thứ hai đầu tuần, mình xin cảm ơn tất cả khách hàng đã đến ủng hộ bên mình nha. Và mình đang có chương trình khuyến mãi về đồng sơn. Đây đến cuối năm thì là sẽ giảm tất cả các dịch vụ liên quan đến dòng sơn, là giảm 20% nha, 20% đồng sơn, làm đồng làm sơn. Và ngoài ra mình cũng có một số combo kỷ niệm cho 6 năm. Sẵn mình lại đây mình cho mọi người xem luôn. 6 năm sinh nhật, mừng sinh nhật 6 năm của công ty, nên là mình sẽ có những cái gói combo như thế này ha. Mình có dán ở đây. Đây mừng sinh nhật 6 năm của công ty, thì đây sẽ giảm 5% cho khách hàng lắp 2 sản phẩm, giảm 7% cho khách hàng lắp từ 3 sản phẩm nè, giảm 9% cho khách hàng lắp từ 4 sản phẩm. Thì áp dụng cho tất cả các hóa đơn, sản phẩm dịch vụ tối thiểu là 1 triệu đồng, có nghĩa là mỗi cái sản phẩm là phải trên 1 triệu đồng á. Thì áp dụng từ ngày 1 tháng 12 2022 đến ngày 31 tháng 1 2022 ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem nha.